Ban tổ chức chúng tôi sẽ cho thi đấu các thách đấu của vòng 1-8. Đề nghị các ông chủ châu chúng ta lưu ý để chuẩn bị cho châu vào sân chơi. Thách đấu số 1. Châu số 14, chủ châu đấu đi cao, nhà hàng ngoài vào cửa tây. Gặp châu 08 của Nguyễn Văn Quý, đơn vị đồng xoay vào cửa đông. Đề nghị các ông chủ châu đưa ông cầu của mình vào vị trí cho thi đấu. Thách đấu số 1. Hai cầu tạo rồi. Rồi, liệu có một đau không tám không? Bằng cầu tám hát hát. Rồi, hai cầu này bắt đầu đã thăm dò vào điểm như thế rồi đâu rồi. Đã bắt đầu đến rồi đâu rồi. Ông cầu số 14 là sẽ bắt đầu ra trước rồi. Sẽ phải về sừng trái và ông cầu số 10, số 08, tiếp theo sừng trái. Do vậy hai cầu này đang tranh miếng rồi. Theo đánh giá của chúng tôi thì 14 thì đánh đều hơn cả sừng và không biết rồi. Cho nên là cái thế và để sau cầu này thì đều có như vậy thế. Đó là ông cầu 08 thì có lực khăn. Rồi, bao nhiêu vào 14 là đã thấy được phía dưới và 8 rồi. Để nói rằng là 14 là đánh rất thấp, nên là nếu 08 mà không được vượt thì cũng rất là khó. Ông như vậy với cái đối pháp này thì ông cầu số 08 sẽ nhường cho 14 tải đánh cả. Đây là cái được khắc, đây là cái thứ đánh gọi là nhử đối phương. Như vậy là không dám đã nhử được đối phương. Khi nhử được đối phương thì không dám đã chụp được đối phương. Các cầu ông cầu số 32, số 32, chủ cho ông Hoàng Công Tuấn, công ty Hoàng Công Tuấn, gặp ông cầu số 31 của ông Đào Tiến Hùng, hội nông dân xã Hải Liều, Hòa Khởi Đông. Xin mời hai ông chủ châu đưa ông cầu vào vị trí chờ thi đấu. Ta ha. Vâng, tầm tài thứ hai của mọi người. 32 thì rất trùng mãn, 31 thì có mặt cường rất là đẹp. Vâng, bắn không. 31 thì chủ động đánh như thế, 32 to quá rồi là phải dừng lại. Vâng, đó cũng là một bài huấn luyện của các ông cầu được chủ châu đã huấn luyện cho rồi. Vâng, ba hai lại làm lên sừng của 31 rồi. Nhưng đây là cái đòn đánh rất là thăm dò rồi, vẫn rất nhẹ nhàng, chưa ra đòn quyết định. Ba hai đội miếng rất là khôn. Dù 31 là nóng lên rồi, muốn đánh tăng đòn rồi, bây giờ ba hai vẫn rất nhẹ nhàng. Và thế này thì chúng tôi quý khán giả là 31 là rất là khôn. Nếu như mà đánh nhanh ở trên 32 khá luôn. Vì miếng đòn của 32 này là có miếng cá đầu rất là quyết liệt đấy. Như vậy là hiện nay là mới thử rơi vào 32 đang vặn của 31 rồi. Nhưng mà 31 cũng rất nhẹ nhàng để kháo với 32. Trước sau thì 32 sẽ lừa được 31 vào cái cá đầu. Và 31 đã thì là vừa nắm được cái đánh vào vé tay ở miếng tiêu thứ 2 của ông cầu số 32. Thì đây đang vào đang nắm được rồi.
đề nghị chủ sân với chúng ta giãn ra đi. Thế đây hai cầu đã thi đấu rồi, đề nghị hai chủ sân chúng ta đi ra bài cứu bài. Đề nghị ông nào tiến lên. Ông nào đứng đi chúng ta chuyển ra phía ngoài đi, hai cầu đã thi đấu rồi. Lúc nào có điều lệnh trọng tài thì các ông sẽ vào thì cho thi đấu. Đề nghị ông ra. Chưa thể làm qua 30 cả 30 phải
phải khảo lại trước quốc rồi. Vâng, những này thì mặc dù 12 tháng năm thôi, nhưng mà 30 sẽ năm với sự bỏ ra. Và những năm sâu vào hồ của 30 này thì vâng, chúng ta được chất của ông. Tiếp tục 30 lại tháng này, 12 rồi. Như vậy là 12 thì thuận từ phải, và 30 cũng thuận từ phải. Vâng, chính vì thế cho nên là hai phần lợi trở thành hai bất lợi trở thành. Có thể khám được, nếu đối phương quá tải được thì là bị khám lại ngay đúng không? 12 thì đánh được là cả hai sừng, nhưng mà 12 thì sẽ không phát huy được để sừng cái này là sức của không có sức, nếu mà có sức thì những này sẽ hất được đối phương nhưng mà tính là không có sức. Còn hiện nay là an cầu cũng đang tán nhau ở cái thế này là không tán. Nếu không tán này thì an cầu cũng chưa thể hóa tải được nhau, cho nên là lại phải xoay lại những cuốc. Chúng ta thấy là sẽ phải xoay lại những cuốc để đánh cho. Vâng, hiện nay thì 12 đã móc vào hồ, xong vào trong hồ của 30 thì rất lên. Sức của 30 rất là nặng, cho nên là chưa thể chút được. Nếu đánh trên bàn này và hóa tải được thì 30 sẽ đánh ở cái thế dưới tay trái, dưới trái của 30. Tuy nhiên thì 30 rất là khôn. Nếu mà hóa giải được miếng 8 của 12 thì sẵn sàng giành đặt cho 12 ngay một miếng 8. Vâng, vào bên phải của 12. Ngay là 12 đã 8 được 30 rồi. Đã 8 được 30 vào cái tay. Có 30 lại ta xuống rồi. Qua ta xuống rồi. Và bây giờ rất là ngọt của 12. Chúng ta thấy là 12 nhỏ hơn nhưng mà thân cảnh rất là chắc chắn. Mình cắm thân cắm và thủ sự rất là chắc. Cho nên là hai nữa là chốt sườn rất hiểu. Có sườn là đánh đúng vào nhỏ. Tức là ông cho bạn thắng chưa? Đi vào của tay. Đây là hộp bóng câu và thủ câu cứ đứng vị thế. Có thể đây là cầu vẫn đang xoay đảo và ba người vẫn bị người ai phá. Nước tháo rừng này là nước tháo rừng làm giảm sức đánh của người ai thôi. Và đã ra một cầu số 12 là rất là cạn cường. Sau khi hai lần bị 30 làm cho lớn lưng, tuy nhiên thì vẫn không dậy và chiến đấu tiếp. Vâng, lần này thì 12 lại thắng được 30 rồi. Nhưng mà sức lực của 30 rất là nặng. Còn những người hai đánh là phải những là chán sân. Còn những góc là không có. Không có là 30 mắc hề là ngay. Chúng tôi đang thử nói là 30 chỉ có biết đánh vào hầu rồi, không có biết là khác. Những chán sân thì đánh nhưng mà không hiểu bằng miếng ngọc hầu. Trước sau thì vẫn hóa giải được 12 và sẽ hạ gục 12 bằng miếng ngọc hầu. Ngọc hầu vào vẻ cổ. Vâng, ngọc hầu vào vẻ cổ đối phương là làm cho đối phương ngấm lưng. Đó là một miếng vạn cổ vẻ hầu. Những này thì có lẽ chỉ lễ hội tập cho Hà Nội chúng ta mới gặp nhiều như thế này thôi. Rất nhiều hôm cầu thì đối phương đánh cho lối này. Vâng. Các con cầu ở Hà Nội là chủ cho huấn luyện cho những miếng đánh rất là hay, đó là đánh liên hoàn, đánh góc hồ, đánh góc hồ, tiếp tục góc hồ, nhưng mà lại chọn liên hoàn rồi, chọn liên hoàn tức là chọn từ hồ lên cái sân. Thì đối với những người vào phía tay thì đối phương rất khó chịu và 12 rất khôn, 12 lùi nhanh tránh những đánh tay này. Có vẻ là 12 là đang một kinh nghiệm. Vâng, ngày hôm nay tháng lại đầu những sau tháng này thì hai ông cầu này rất là cả và người rất khôn vươn về phía sau tháng. 12 không thể bẻ nó ra đâu, bẻ là mình làm gì đâu. Liên tục 30 đánh xong cá. Ông cầu 30 này rất là quái. Vì vẫn đứng này là đánh xong cá. Khi sự 12 lấy biên giới thì sự 30 lại lừa gây vào lấy trên cổ của 12. Khi 12 là đánh mạnh thì thương mình lại làm 30. Cho nên là 12 không thể chọn cho nó. Không thể bẻ cho nó 30. Vâng, những này thì vâng, 12 lại vẫn đánh cái đó thì mà vẫn bất lợi. Chưa xoay để đánh được. Vâng, hiện nay là đã chỉ sang phút thứ 12 của trận đấu rồi và đã 3 lần ông cầu đã gặp nhau một cách rất là vận động rồi và máu ở trên cổ của hai ông cầu đã đổ rồi nên chúng ta đổi tiếp các bạn để biết khán giả cùng chúng ta cùng lên.
tài rất là cao cường, rất khó để không một đồng 12. Hôm nay 12 đang tấn công cả 30, đang tấn công 30 nhiều 30 rất hơn. Rất hơn, 30 liên tục là đội bóng 12, rất đòn. Thì 12 thì cứ rất đòn là 5 lên sừng 32. Thế cho 30 muốn đánh nào vậy? Không chịu gần gần, đi tiếp cho 30 đâu. Quản số cầu số 12 là rất là già nên là rất nhiều kinh nghiệm. Sau hai lần lớn hơn thì nghĩ rằng nếu 30 có thể làm cho 12 lớn hơn được nữa là rất khó. Và bây giờ thì 30 phải dùng sức bình sinh để đẩy. Theo chuyên môn chúng tôi đánh giá thì ông cầu số 30 là tuổi là non hơn ông cầu số 12. Cầu số 12 là 13 tuổi, cầu số 30 là 11 tuổi. Tốt, tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục đánh đầu của 12. Vâng, tiếp tục đánh đầu của 12. Cầu 12 là ngã bàn thắng rồi. Vâng, lần này thì 30 đã đề. Đã đề cho 12 không cần được rồi. Vâng, vâng. Rất là vâng. Cái này là vâng rất khó vậy. Vâng. 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 Lần đây là 30 đã đánh những quốc thầu. Vâng. 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 Vâng, rất đa dạng, rất đa dạng. 30 thì đòn rất hiểm. Tiếp tục đẩy cổ 12 cho 12. 12 rất, rất đa dạng, chưa được thương vụ 12 đâu. Trận đấu rất hay. Và phán đoán tất cả các du khách tập trung mặc dù khó tính nhất thì cũng cảm thấy rất là hài lòng đúng không? Chúng ta cùng một tràng vỗ tay để cổ vũ cho 12 đội đội. Thì 12 thì đánh cho 30 cũng đang khá rồi. Nhưng ở cái thế này thì cũng rất khó. Thì 12 có thể cất được 30 lên. Chúng ta thấy là ông cầu số 12 là ông cầu này già tuổi cho nên là rất là gan lì. Khi chúng tôi đi mình là 13 tuổi, năm 2017 này ông cầu này đã bước sang tuổi nhưng mà mới rồi. Ông cầu số 30 là mới có 12 tuổi, cho nên là vẫn non hơn, cho nên là cái sức lì của 12 rất là lì. Còn dù như sau như thế vẫn tiếp tục tấn công 30, chưa dừng đòn cho 30. Với cái tình thế này thì chúng ta chưa biết là ông cầu nào có thể đứng vững được ở dưới tay đâu. Vâng, 30 vừa lùi vừa đánh đã 12 nhưng 12 vẫn có thế là đến đâu vẫn tiếp tục nhập vào mắt của 30. Vâng, sừng của 30 là đã lừa xuống dưới được rồi. Vâng, tiếp tục vào mắt của vâng 12 lại kháng lại như vậy. Đề nghị các chủ trong hòa bình. Vâng, hiện nay là 12 đã nhắn được. Đề nghị các chủ trong hòa bình không được bán thích quá đâu. Vâng, 12 đã mất. Vâng, 12 đã kháng được cả lời của thế sừng của 30. Năm nhân sự của 12 rồi. Như vậy là 12 rất là cam đoan. Vâng. Hiện nay là thế tay của Phong rất hơn của 30 rồi. Vâng. 12 rất cam đoan. 30 đã vào lỗi rồi. Hiện nay 30 là đã bị 12 đánh nhiều đòn, đã bị quá giải độc, còn 30 đã bị thất biến rồi. Như vậy là 12 đang khai thác được những miếng yếu của 30. Nếu như 30 tiếp tục bảo lọt thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Do vậy hai cầu này còn tiếp tục chân lưới của nhau. Và 12 đã tìm được điểm yếu của 30 rồi. Còn liên tục 30 thì 12 móc vào cái đầu. Vâng, 30 lại tìm được phía cán vào phía đất. Nhưng mà 12 nhanh chóng là tạo ra được cái thái rồi. Tháo được cái thái rồi.
差不多是吧？差不多是正负数双，你保险单上面走回来。đây đã là phút thứ hai của trận đấu này rồi. Hai ông cầu thể thi đấu rất là sung mãn liên tục. Mặc dù là ông cầu số 12 đã ba lần thì đối phương vẫn đã có lúc giảm giới nhưng mà cơ thể chịu thua tiếp tục. Và đây thì các đồng chí bảo vệ không cho những người không có được vào đâu. Vâng, hiện nay hai ông cầu đã chuyển giao giữa giới để cho quý khán giả rất là dễ theo dõi rồi. Vâng, người hay tiếp tục là đẩy 30, vâng, tiếp tục đẩy và khá 30 vào phía tay của 30 rồi. Vâng, như vậy là 12 đã tìm được điểm mới của 30. Vâng, 30 đánh đảo lên, 30 đã cán được 12 rồi. Vâng, 30 cán 12 nhưng 12 lại hóa tải được những cán này rất nhanh. Như vậy là 12 đã xác định được cái miếng đánh của 30 không hiểu cho nên là đã phá giải và lại đảo lao sang phía bên trái để đánh những phần rừng của mình rồi. Và 30 hiện nay đã bị 12 khai thác và đã bị 12 xác định được miếng đánh rồi. Tiếp tục 12 cám vào mắt. Theo thế tay. Vâng, trên cám vào mắt thì vào trượt xuống cân tay. Vâng. Hiện nay là 30 đã táo lên rồi, rất là nổi nóng lên. Nhưng mà 12 vẫn bình tĩnh nằm trên sườn của 30 để làm cho đối phương không để lại được mình. Hai ông cầu này rất là đẹp rồi. Chúng tôi bình bạn thì ông cầu 30 có ông cầu duy nhất quyết định đối phương đó là đòn đẩy cổ để cho đối phương ngã xuống. Nhưng tuy nhiên thì với đòn đánh này thì không thể phục vụ được ông 12 rồi. Bên cạnh đó thì ông cầu số 12 lại tin thêm điều yếu của 30. Vâng. Tiếp tục qua bè cổ, 12 như 12 nhất cái thế bè cổ của 30 rồi, cho 12 đã chạy đảo để tháo ra. Đến đây là 12 rất luôn chạy đảo luôn treo. Chạy đảo luôn treo để tháo ra, rất tiếp tục là đánh vào cái mắt của đối phương. Nhưng mà 12 rất luôn là chạy luôn để đảo nhất. Vì 30 đánh trọn cho nên là 12 mới chạy đảo rồi. Nếu mà đánh nhanh thì miếng đảo đó chính là miếng tháo để trở thành miếng mình bị đánh. Và vâng, rất nguy hiểm, xung của 12 đang nhằm dưới mắt của 30. Vâng, nhưng mà 12 quá mệt rồi nên miếng lắc là không hiểu. Nếu như mà miếng lắc vừa rồi hiểu thì nó vào mắt của 30 rồi. Thế này hai ông cầu rất là mệt, do vậy là miếng đánh nó không được chuẩn xác như là những đánh vào đầu đó. Thế này mà ông cầu nào rất miếng là rất nguy hiểm, bởi vì là đánh chậm. À vâng, tiếp tục đánh 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 đánh. Và 30 đã bị 12 khai thác và điểm yếu. Vâng, đánh trái là không giữ được thì bị thở rồi. Vâng, giải vàng liên tục 12 dùng sức đánh tiếp tục rồi. Nhưng mà 30 cũng rất là đa dạng. Lần này thì 30 nằm lên sừng của 12 rồi. Sau khi liên tục để 12 nằm lên sừng của mình thì bây giờ 30 phải nằm lên sừng 12 rồi. Vâng, hai ông cầu đang chiến đấu. Vâng, thế này là ông cầu số 12 rất sung mãn, mặc dù hai ba lần bị nằm trên giới nhưng vẫn đánh 30 rất là say đỏ. 30 hiện nay là đã bị bỏ nhất. Vâng, hiện nay hai cầu sông khác sông khác 30 đã bốc vào cái sừng của 12. Vâng, bốc cái sừng 12 rồi. Nhưng mà thế này thì 12 vẫn lại hơn đúng không ạ? Vâng, 12 vẫn lại nhưng mà 12 vẫn sung mãn để tấn công vào thế sừng phải. À, bên trái không? Thế này là lại bẻ bên trái của 30 rồi. Đây, khai thác đúng điểm yếu của 30. Hai ông cầu này là thuộc đến đầu cho nên là hai bị khai thác. Khi 30 thì mất điểm thì 12 lại lấy điểm bên trái của 30. Còn hiện nay là 12 đang đánh từ phải vào cái tay xuống phía yết hầu của 30. Còn hiện nay đang cặp vào hầu của 30 bị bắt 30 nhưng mà 30 rất là to nặng và nằm lên sừng của 12. Như chúng ta đã biết là năm 2005, ông Đỗ Thị Hoàng, chủ cơ số 04 cũng đã đốt tên tổ Quy Quang và giải nhất. Năm nay ông cầu số 12 của Đỗ Thị Hoàng có làm nên được lịch sử gì không? Đây chúng ta nhận được chào mừng đây, cầu hóa tay chào mừng chào đây. Vâng, năm 2005,
Tài năng ông cầu số 14 của đội tuyển Hà Nội Hòa Bình là có sự rất phái hậu. Người ta có câu là tặng cho và rất tặng. Chiều mến là tưởng là bái hậu, làm sao ai ngờ bái hậu đứng đầu quán quân. Rồi, hôm nay đội tuyển Hà Nội đã có đội tuyển hai. Đây là nhân vật rồi, bao lần ná hạ đài mà vẫn giành chiến thắng. Đó, con số 2, con số 2. Con số 2. Trang ca giá sử, số 12 tháng 30, ai cũng lại, không cho đánh đâu. Chủ châu Đỗ Xuân Kỳ, đơn vị Sóc Đỏ. Gặp châu 09, chủ châu Hà Văn Tâm, đơn vị Lộc Sơn ở Cửa Đông. Xin mời hai ông chủ châu đương cầu vào với trong số nhà. Hai cửa, vâng, cảm thấy cho hai cửa hỏi vời. Theo có tha hổ lao không chí hay không? Hôm qua thì công chí đánh đòn hổ lao. Không biết hôm nay công chí có đánh hổ lao nữa không? Vâng, lần này thì không có lần này. Công chí mình rất là cao nên là không đánh. Trong cái gì đấy chủ trong, ra một đá là ông cầu đấy. Đúng như chúng tôi đã dự đoán là ông cầu số 09 chỉ giờ chờ sơ hở thôi là sẽ tấn ngay không một. Và không một cũng tấn luôn. Đúng là chủ châu tâm nhất thua xung trọng. Vâng, sau khi chủ châu đã cho châu tác động đánh được rồi thì hai chủ châu tán ra. Chủ châu không rất vô sự thật, ông cầu là liên tục đánh rất quyết tâm. Những ông cầu đã về Hải Dương này thì báo cáo với các quý vị khán giả là có ông cầu đã về tới một năm nay rồi, cho nên do các ông chủ châu chăm sóc rất là kỹ, cho nên là khi có tác động của ông chủ châu là ông cầu lại chiến đấu luôn. Bởi vì các ông cầu này đã được chủ châu chăm sóc, đã được cả nhóm quê châu, cả thôn gọi là ông cầu của thôn và đã được tế thành hoàng thờ tướng quốc gia rồi, cho nên là sẽ phải tỏ mặt anh hùng với nước ngoài. Như chúng ta đã nhớ lại một bài thơ của nhà giáo tặng cho lễ hội Trọi Châu Đàn Bạch Trung Hà Sơ năm 1946, đó là bài thơ nói về lễ hội Trọi Châu. Nam Bắc Tây Đông đứng đỏ hòn, trong vòng trông trọi trọi hai con, đối xử trên chết sâu vào trận, ám cảm trọt ra giữ đây rồi. Thì gan với nước gan là cứng, từ đỏ mới biết sức là non. Như vậy là hai cầu này còn đang thi găng, chưa biết sức nào không. Như chúng ta đã thấy là 30 đã 3 lần tuần tháng 12 và 12 vẫn đứng và đã thắng các bạn ơi. Cho nên là rất là quan mục. Cặp xuân vào bên phải của khu chính cắm rất sâu vào khu vực. Vâng, 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 chưa thể giải đổi. Vâng, mặc dù hai ông cầu này ở trong cán này thế nhưng mà không một vẫn muốn đánh mới đầu để có gỡ với người ta. Hai ông cầu này ở thế này thì không ông cầu nào có lợi cả, mặc dù không một đã rất công kính lên thế nhưng mà của công kính, vâng, công kính lâu đề có biết đầu của không một, cho nên là chưa nhất bỏ và sức khỏe đâu. Bởi vì càng khỏe thì mình cũng bị đau nên rất khó. Hai ông cầu đang quỳ xuống rồi. Trên đây là hai ông cầu đang tìm miếng nhau ở sát cờ đào của nhớ cái này ơi. Thưa ông, do vậy là cái cặp sừng của phong một hiện nay là đang mất sâu vào phía cái tay của phong chín và phong chín thì cũng chưa được tốt sự của mình vào cái thầu phía trên. Vâng, tự nhiên là chúng ta hôm nay trọng tài đã thử ông cầu số 1 thắng. Thấp cầu thứ 5 vào cửa tây,
ông cầu số 11, chủ trâu là Nguyễn Văn Cường, trâu của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hà Lưu. Gặp ông cầu số